Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Kiên xe đạp thể thao. Hôm nay Kiên xe đạp thể thao bên em có một đơn địa hình XTC 800 giá 10.500.000 đi Hải Dương. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. XTC địa hình 800 giá 10.500.000 thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác.